làm cho clip để đấu danh cho anh em nữa thì mình cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà một cái lý do rất là giản thôi, bởi vì bây giờ trong kho tướng của mình đã có rất là nhiều những vị tướng mà tướng nào anh em cũng muốn mình chơi, thì thực sự mà nói thì mình không biết là phải chơi cái tướng nào nữa để anh em có thể gọi là hài lòng. Vì vậy là mình sẽ dần dần làm những video clip về những vị tướng trong kho đồ của mình một cách hoàn hảo nhất để anh em có thể xem, có thể theo dõi, và có thể nếu anh em thấy hay thì có thể học tập theo cũng được, không sao cả. Ok, và hôm nay thì mình sẽ cầm Triệu Vân, một trong những vị tướng mà được rất là nhiều anh em yêu cầu, và cũng là một trong những vị tướng mà đã đem được tên tuổi của Tuấn HC đến với rất nhiều người yêu thích. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cầm em nó và đi quẩy. Và tất nhiên rồi, con đường mình chọn sẽ là con đường phi công, tức là đường dưới trong cái trận đấu này. Rồi, đi cùng mình trong cái trận đấu này thì có Ngộ Không anh em ạ. Nhưng mà vài ba cái thanh niên Ngộ Không này thì không có là cái vấn đề của mình. Chưa bao giờ mình chọn Ngộ Không anh em nhé. Nào Ngộ Không, vào đây. Riêng Ngộ Không vào đây là tôi liệm trúng cho một cái là chọn ngay. Vừa mới gọi là nhậu với cả Đường Tăng rồi. Cho nên là bài hát liệm trúng là tôi lắm ở trong đầu rồi. Cứ gọi là bén mảng vào đây là tôi liệm cho hoàng gọi gây cả người. Làm sao Nhảy ra đây. Đừng có là đùa với cả Linda đùa. Holy shit. Nào. Thôi bắn nó vừa thôi bạn ơi. Ra nó xuống đi kìa. Một tấm vào mặt rồi. Đây này, ăn cái con chim cái này. Cái con chim nó ngon như thế này không ăn ganh làm cái gì. Trong cái giai đoạn này tôi chỉ muốn nhanh nhất là lên được level 4 này anh em ạ. Có level 4 nhảy nhót mới sướng anh em ơi. Trời ơi. Thế rồi. Thì đứng cái gì ở đấy ông nội ơi. Nào. Úi dồi ôi, ở mít thôi xong rồi. Chiến công đầu dành cho team bạn mất rồi. Ngu người. Ok, ăn từng nào. Úi dồi ôi, vãi rồi con Violet này. Bản chất cái á, ngấm vào máu hay sao ấy. Nghe hiểm thế không biết nữa. Nào ngộ không. Ghê vậy. Bạn này là mình sợ quá. À bây giờ thì mình sẽ ra ăn con rơi quỷ. Ok, đập con rơi quỷ nào. Chém nó. Con rơi quỷ rất là trâu luôn. Không biết là đập đến bao giờ lắm chết đây. Hay quá. Ở mid thì Natalia vừa có tình huống hạ gục được Butterfly rồi. Ngon. Tôi chỉ mong rằng là những người đồng đội của tôi có thể gọi là sau đó để giúp cho team xanh đợi. Thôi xong. Đuổi đây. Rồi, cũng đi rồi. Quay lại luôn. Chứ không phải sợ anh em ơi. Vài ba thì nhìn ngộ không này. Đâu phải là vấn đề của tôi. Còn nhau mà thôi. Ú người đuổi nhau Triệu Vân đã ăn nồi luôn. Đã bảo nó có câu liều là sẽ ăn nồi anh em ạ. Thì nhìn đấy cũng tin. Rồi. Lại có biến ở mít rồi. Tôi lại phải ra. Nào, đánh nhau hay là làm bất cứ thứ gì đi. Quấy động phong trào đi các bạn đây. Ôi dồi ôi. Đông thế. Nào chạy đi. Run đi đâu. Một chập nữa. Vâng, không nát mát lông. Tiễn Butterfly lên bảng điểm số luôn. Nào, còn ai không? Rồi, sạch bom kim kít rồi. Thôi, tôi lại quay trở lại con đường phía dưới bot thôi. Để level cũng như là để farm, cũng như là để gọi là lên level cho cái nhân vật
chiến binh của mình. Anh em nhớ nhá, đánh xong là anh em mình cảm giác mà không tồn tại nữa thì các bạn nhớ là phải quay lại lên để farm ngay lập tức. Đừng có ham hố làm gì cả. Vài ba cái mạng đâu có thể làm nên được cái mùa xuân. Nhưng mà một đoàn grab mà anh em bỏ qua nó thôi là các bạn biết rồi đấy. Đường, con đường của các bạn nó sẽ là nát xương ra ngay. Tí nữa mình sẽ chứng minh cho anh em thấy. Mấy thanh niên này là đang bỏ rơi con đường bốt này. Nhiệm vụ mình rất đơn giản thôi, mình sẽ đẩy cái đép lên, sau đó thì lại đi về. Đơn giản mà lại hiệu quả anh em ạ. Nào, ra đây. Thanh niên Ngộ Không bắt đầu cảm thấy trùng cơ trước mình rồi. Ui dồi ôi, một bắn của Violet trốn thì thôi rồi luôn. Ghê vậy, Joker hổ báo, đỡ luôn.
Rồi với cái tỷ số 14 năm này mình thấy nó vẫn rất là mong manh. Vì vậy anh em phải thi đấu rất là cẩn thận nha. Đừng có lo, đừng có nóng này. Nóng này là dễ bị chảy ngay. Ok, có cái bùa đỏ rồi. Ôi dồi ôi, lại có biến ở hang rồng rồi. Ra nhanh, 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 nhanh. Ra nhanh không kịp nữa. Rồi, Natania lên bảng. Rồi ôi, cái nồi gì cơ, làm sao, như thế nào. Lên bảng điểm số. Đùa. Rồi, có cái vân chân xoay luôn rồi. Bây giờ sẽ là vút rung bàn. Nên cho triệu vân chân vút rung bàn để nâng cao sức mạnh của vị tướng này. Sau cái vút rung bàn này thì thôi, tìm bạn nhìn đến mình thì có vẻ gọi là khóc chặt tính mát luôn. Đấy, chọc tới ép, anh em thấy chọc sướng không? Một like cũng như là một subscribe để ủng hộ tinh thần mình làm những video tiếp theo.